đơn vị này tôi quay phải để trong ngực 4 chữ coi như chết rồi. Đại tá tình báo Tư Cang, cái tên khét tiếng của tình báo miền Nam Việt Nam. Ông là cụm trưởng cụm tình báo đầu tiên của miền Nam Việt Nam, H63. Một cụm tình báo tác nghiệp đặc biệt nhằm điều tra các thông tin mật, mở mạch máu vận chuyển thông tin, tài liệu thông suốt, chưa một lần đứt đường dây dù trong giai đoạn gian khổ, ác liệt nào. Đây là nơi quy tụ những cái tên điệp viên tình báo khét tiếng, Phạm Xuân Ẩn, Tám Thảo, Tư Cang. Khi mình cũng đóng cái vai người gia sư vậy, có khi mình phải đi làm kế toán. Nói chung là vô thành á, mà không có việc làm thì dễ bị bắt lắm. Mà nhất là nói cụm trưởng tình báo thì nó quánh tàn rồi. Bị bắt là thà chết không khai. Anh em nó đi với tôi nói tụi bay mà vô đơn vị này, tụi bay phải để trong ngực 4 chữ, coi như chết rồi. Thì tụi bay không còn sợ gì nữa. Những năm 1960, Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lùng sục cái tên Tư Cang. Hồ sơ phía địch giữ chỉ vỏn vẹn những dòng mô tả không rõ ràng. Phó chính ủy tình báo miền Nam, người trắng, cao, bắn súng bằng hai tay rất giỏi. Quê quán chưa xác định, gia đình chưa xác định, phần gián ảnh còn trống. Màn sương mờ với ông Tư Cang bao trùm lên nỗi bất an của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân năm 1968 trên chiến trường miền Nam khi ấy là một trong những nhiệm vụ trọng điểm của cụm tình báo H63. 31 tháng 1 thì mình nổ súng đánh vô các mục tiêu trong Sài Gòn. Tôi phải trụ tại Sài Gòn để nắm các thông tin và báo cáo về trên. Quan sát cái trận địa Dinh Độc Lập, anh em có 15 người và quánh vô cửa không được, hết đạn rồi, kiệt quệ. Tôi lúc đó được ở trên trang bị 2 súng ngắn nhắm vô những thằng chỉ huy bằng bằng. Nhờ đó cũng có cái lúc lộn xộn của tụi nó cũng rút được. Lúc đó nếu tôi chết thì cái cụm nguy hiểm. Các cái mũi biệt động của mình tiêu hao nhiều. Thì sau một ngày đó tôi báo cáo về trên nó rồi tiêu hết rồi các anh ạ. Nhưng mà sau khi tôi với Phạm Xuân Ẩn vô nhà của thằng đại tá phụ trách về tác chiến của tham mưu Việt Nam Cộng Hòa, thì nó mới nói Việt Cộng nó quánh cái trận này. Lực lượng ít nhưng mà dám xâm vô những cái chỗ đông, dầu bị hy sinh. Nhưng mà trận này đó là một cú điểm huyệt của Việt Cộng. Quân Mỹ nó sẽ thấm đòn cho tới khi nó ngã quỵ. Sau đòn giáng mạnh vào ý chí quân đội Mỹ, ta chuẩn bị đánh đợt 2. Nhưng một tình huống bất lợi xảy đến. Trung tá Tám Hà, phó chính ủy quân khu 1 của ta, ra hàng giặc. Ông trưởng phòng tình báo, ông Sáu Ký điện xuống tôi. Nói một cán bộ cao cấp tôi ta ra hàng giặc. Anh hãy vào Sài Gòn, lấy cho được cái bản cung. Thì tôi với Phạm Xuân Ẩn vô tới thằng trung sĩ giữ hồ sơ ra. Nó nói dạ có nhưng mà cho các anh mượn 15 phút thôi. 15 phút mình chụp hình rồi xong hết. Nó khai hết ráo. Thành ra những cái mình chuẩn bị tiêu hết. Thế nhưng, một thông tin mật từ tình báo phương Tây quan trọng hơn, có ý nghĩa chiến lược đã vô tình lọt vào lưới tình báo của ta. Cái thằng này ra đầu mà nó khai Việt Cộng chuẩn bị quánh đợt 2, Tổng thống rất sợ. Nó nói nếu mà Việt Cộng quánh đợt 2 thì chỉ còn thương lượng và rút quân thôi. Tôi viết một cái điện đề nghị các anh, nếu chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng không? Thì chấp nhận hy sinh, quánh mạnh vô một đợt nữa. Ông trưởng phòng tình báo ông điện xuống tôi là ở trên này đang tranh luận thảo luận. Báo cáo của anh về rất kịp thời và tất cả người ta đều ngã theo phương án là đánh. Tới 4 tháng 5 mình mở đợt 2 thì toàn thể đều sốc tới. Biết rằng vô là chết, chấp nhận hy sinh. Hy sinh 4.500.000 người. Không dám hy sinh xương máu thì không thể giành được độc lập. Sau Mậu Thân đợt 2 thì Tổng thống cử cấp đại sứ Bắc liên lạc với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để đi vào thương lượng. Không có Mậu Thân thì chúng ta không thể có cái việc ký vô Hiệp định Paris. Đoàn Mậu Thân là một cái chiến tích oai hùng của dân tộc. Nó nói lên một cái tinh thần kỷ luật của một cái quân đội. Chứ bằng một cái nhạc trưởng mà kêu bằng ra lệnh ra thì ở dưới cái dàn nhạc đều không lên. Đã gần 50 năm,
người sĩ quan tình báo già trở về với cuộc sống thời bình. Nhưng chưa một thời khắc nào thôi nguôi ngoai về những ký ức gồng mình trong tuyến lửa. Điều khiến ông đau đáu hơn cả là liệu sau này, khi những nhân chứng lịch sử của thời đại không còn nữa, ai sẽ là người kể tiếp những khúc tráng ca về người anh hùng thế kỷ 20?